Tiếp tục chương trình thời sự tối nay, mời quý khán giả cùng đến với nội dung của tiết mục chuyện trong ngày. Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay được nghỉ 4 ngày, do đó nhu cầu du lịch của người dân cũng tăng cao. Ngành hàng không dù tăng chuyến, tăng tần suất khai thác, tuy nhiên trong thời điểm này, giá vé máy bay được ghi nhận đã tăng hơn 20% so với những ngày bình thường trước nghỉ lễ. Trên website của các hãng hàng không trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, với chiều đi ngày 31 tháng 8 và chiều về ngày mùng 3 tháng 9, giá vé máy bay đang tăng cao. Ví dụ chặng bay Hà Nội-Phú Quốc có mức giá cao hơn các chặng khác, dao động từ 3,4 đến 8 triệu đồng một vé khứ hồi phổ thông đã bao gồm thuế phí. Trên đường bay Hà Nội-Nha Trang, giá vé được các hãng công bố từ 3 đến 7 triệu đồng một vé khứ hồi đã bao gồm thuế phí. Kỳ nghỉ lễ năm nay được nghỉ 4 ngày. Anh Tuấn Anh và gia đình lựa chọn đi Đà Nẵng, mặc dù vé máy bay năm nay cao hơn so với năm ngoái. Thông thường thì gia đình tôi đi làm nên là thông thường sẽ không có nhiều thời gian để đi cùng nhau, nên là thường sẽ chọn các giai đoạn nghỉ lễ để đi du lịch cùng nhau. So với cái giai đoạn hè và năm nay cũng giá vé nó cũng sẽ tăng cao. Việc giá vé máy bay tăng cũng có nhiều nguyên nhân, do có sự điều chỉnh mức trần giá vé máy bay cũng như việc các hãng hàng không thiếu hụt tàu bay. Cái dịp mùng 2 tháng 9 là dịp nghỉ lễ cao điểm, chính vì vậy mà các hàng không đều có cái sự điều chỉnh về giá bán. Thứ hai nữa là năm nay cũng do một phần là cái lượng máy bay bị thiếu hụt, dẫn đến cái việc là cái tải của các hàng không đối với các hành trình cũng bị ít đi. Chính vì vậy mà cái lượng khách dồn vào những cái chuyến bay kia nó sẽ nhiều hơn, vì vậy mà giá vé đang tăng hơn so với các cái dịp khác. Thế còn đối với cái dịp mùng 2 tháng 9 năm nay ấy, thì thực tế là cái nhu cầu của du khách đối với các cái chương trình du lịch tôi nhận thấy là không có tăng, mà còn có những cái xu hướng là giảm hơn một chút xíu so với những năm trước. Sau cái dịp lễ nghỉ lễ mùng 30 tháng 4 thì cái nghỉ lễ Quốc khánh này thì là nó cũng là cái dịp nghỉ lễ nó cũng khá là dài để phù hợp cho các gia đình đi tour. Chính vì là cái lượng nhu cầu tăng cao nên dẫn đến cái vé máy bay nó sẽ tăng cao, thì đây là cũng một cái điều rất là dễ hiểu. Theo Hiệp hội Du lịch thành phố Hà Nội, giá vé máy bay tăng cao không những ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch du lịch của người dân, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến các tour du lịch của các công ty lữ hành. Giá vé máy bay tăng rất là cao. Cái điều này thì như chúng ta đã biết thì ảnh hưởng đến khách du lịch, kế hoạch của đi du lịch của khách du lịch, của các gia đình, của các cơ quan, các tổ chức, cũng như là ảnh hưởng đến hoạt động của kinh doanh lữ hành của các doanh nghiệp. Chúng ta đều biết rằng là cái tỷ trọng của chi phí và vé máy bay ở trong chương trình tour nó rơi vào dao động khoảng 30-50%. Mà cái điều khi giá vé máy bay tăng cao thì ảnh hưởng rất là nhiều đến kế hoạch đi du lịch của các tổ chức, các cá nhân. Theo các hãng hàng không, dù tăng hơn ngày thường khoảng 20%, nhưng giá vé dịp lễ mùng 2 tháng 9 đã giảm hơn đáng kể so với kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, giá vé cao sẽ khiến lượng khách giảm. Dễ thấy nhất là khi chi phí tăng và dẫn tới giá vé cao ấy, đó là lượng khách sẽ giảm. Và lượng khách sẽ giảm có nghĩa là người mua giảm và dẫn tới là doanh thu của các hãng không bị sụt giảm. Và đó là cái điều mà không có hãng không nào mong muốn. Cục Hàng không Việt Nam cho biết, từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9 sẽ khai thác tổng số 4.257 chuyến bay, bình quân 840 chuyến một ngày, tăng 3% so với tuần trước nghỉ lễ và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, số chuyến bay nội địa bình quân là 600 chuyến một ngày, số chuyến bay quốc tế bình quân là 241 chuyến một ngày. Để tránh tình trạng giá vé máy bay tăng cao dịp nghỉ lễ, hành khách di chuyển bằng đường hàng không nên tiến hành đặt vé sớm để có nhiều lựa chọn về giá vé. Có thể thấy là từ đầu năm đến nay, giá vé máy bay nội địa liên tục nóng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt cho đến thời điểm này. Điều này cũng đã đẩy các chi phí du lịch tăng theo, cũng như làm thay đổi xu hướng đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 1-2 tháng 9 tới đây. Theo các công ty lữ hành cho biết, nhiều tour quốc tế đã được đặt từ sớm và gần như là bán hết. Dự định đi chuyến Hà Nội, Đà Nẵng cùng gia đình vào đúng dịp cao điểm, chị An đã thử tìm mua vé trên các website. Tuy nhiên, 4 triệu đồng là giá thấp nhất cho chuyến khứ hồi của tuyến đường bay này. Thế nên chị đã chọn đi du lịch nước ngoài. Mình thấy giá vé cũng có cao hơn ạ, nhất là ngày cao điểm ngày 30, ngày 21-30 thì là giá vé tăng gấp đôi so với những ngày bình thường. Địa điểm Thái Lan thì mình thấy là giá vé cả tour nó dao động khoảng độ từ 5 đến 6 triệu và nó khá là hợp lý đối với mình ở thời điểm hiện tại khi lựa chọn một điểm đến cho
khoảng thời gian 5 ngày sắp tới. Một người mà 12 triệu, bây giờ mình đi mà nếu mà mình đi cá nhân mình đi kể cả đi. Mùng 2 tháng 9 đã đạt gần 60%, trong đó tour nước ngoài chiếm tới 70%. Do nhiều chuyến bay quốc tế có giá vé rẻ hơn so với các chuyến bay nội địa có cùng cự ly, các tour du lịch nước ngoài như các nước Đông Nam Á, Hàn Quốc, Nhật Bản có thời gian tour trong khoảng 4 đến 6 ngày được nhiều du khách lựa chọn. Vào một mùa đỉnh điểm du lịch ở mùng 2 tháng 9 này thì giá nó tất nhiên là có sự tăng cao so với những ngày thường. Theo quan sát của chúng tôi thì tăng khoảng tầm 150 cho tới 200% so với trước đó. Tuy nhiên thì giá vẫn không bằng so với dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Thì việc này nó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cái sự lựa chọn của du khách. Từ đến cuối tháng 7 đầu tháng 8 mà các tour nước ngoài gần như kín chỗ. Trong khi các tour du lịch trong nước phải đối mặt với áp lực tăng giá, thì các tour du lịch quốc tế, đặc biệt là những điểm đến gần, chi phí hợp lý, lại trở nên hấp dẫn nhờ nhiều chính sách ưu đãi. Điều này cho thấy, du khách ngày càng có xu hướng tìm kiếm những trải nghiệm mới lạ và tiết kiệm hơn. Năm nay thì cái giá vé máy bay đi ở trong nước hiện tại là nó đang có xu hướng là tăng trong cái dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Nó rơi vào khoảng từ 3 đến 6 triệu trên một người. Thì mọi người là sẽ lựa chọn... Nó cũng ảnh hưởng một phần là đến các cái địa điểm du lịch ở trong nước. Trong cái dịp này là Hùng Vương cung cấp là các cái tour cũng như là combo du lịch là theo yêu cầu của khách hàng. Với những dịp du lịch cao điểm, để kích thích du lịch trong nước, Việt Nam cần có các chính sách tài chính, tài khóa kích cầu du lịch hiệu quả như miễn giảm thuế phí trong một giai đoạn nhất định để góp phần hỗ trợ các đơn vị lữ hành cũng như du khách, từ đó góp phần khôi phục lại du lịch trong nước. Sau dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, du lịch sẽ có một khoảng trứng. Tận dụng thời gian này, các đơn vị lữ hành sẽ có kế hoạch những tour tuyến đón lượng khách lớn du lịch vào cuối năm và đầu năm 2025. Vâng thưa quý vị, mặc dù kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 năm nay, nhiều người lựa chọn đi du lịch nước ngoài, tuy nhiên vẫn còn một lượng lớn người dân lựa chọn đi du lịch nội địa. Và để đón lượng khách này, nhiều địa phương đã chuẩn bị các sản phẩm du lịch mới, tổ chức các sự kiện để đón khách. Ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, hai trong số các địa phương có thế mạnh về du lịch trên cả nước. Trong dịp lễ mùng 2 tháng 9, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị các tour trải nghiệm đến những điểm đến lịch sử và khu vui chơi quen thuộc như Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Địa đạo Củ Chi, Thảo Cầm Viên, Suối Tiên, Gigamo. Nhiều sản phẩm mới cũng được ra mắt để phục vụ du khách. Điển hình là xe buýt 2 tầng đã tăng cường xe và mở thêm tuyến tham quan thành phố. Cụ thể chúng tôi vừa rồi thì chúng tôi đã có đưa vào cái tuyến chợ lớn nè, phục vụ nè. Chúng tôi kết hợp với lại các cái nhà hàng trên sông, tăng cường cái lượt xe lên. Cụ thể là có thể là đáp ứng thêm, trước đây là 30 phút một chuyến, thì có thể là tăng cường thêm, xin thêm là khoảng 15 phút một chuyến. Tôi sẽ dự kiến cái lượng khách nó tăng lên khoảng từ 20 đến 25%. Chủ đề Conan 30 năm đi cùng ký ức là lần đầu tiên nó xuất hiện tại Việt Nam. Thì với cái việc mà chuẩn bị cho những cái mô hình giải trí mới cũng giống như là những cái chương trình để chúng tôi có thể mang đến những cái sản phẩm và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng ở đây, thì trong cái dịp lễ này thì chúng tôi kỳ vọng được cái lượng khách hàng khi mà vào tham quan mua sắm tại trung tâm thương mại thì tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Không chỉ các tour lịch sử, khu vui chơi, Thành phố Hồ Chí Minh còn chú trọng phát triển du lịch sông nước với những tour du thuyền trên sông Sài Gòn, kết hợp ngắm cảnh và thưởng thức ẩm thực sẽ mang đến một trải nghiệm hấp dẫn và độc đáo cho du khách trong dịp lễ mùng 2 tháng 9. Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật vào tối ngày 2 tháng 9 tại nhiều địa điểm cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc tại các quận, huyện, góp phần tạo thêm điểm nhấn thu hút du khách trong dịp lễ. Đối với dịp 2 tháng 9 thì các cái đơn vị doanh nghiệp du lịch của thành phố cũng thông qua những cái chương trình trước đó để giới thiệu những cái tour tuyến của du lịch thành phố Hồ Chí Minh, những tour nội đô và đặc biệt là tour đường thủy đăng ký tham gia tour tại thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là phong phú. Và chúng ngành du lịch thành phố thì chúng tôi cũng kỳ vọng là trong dịp này chúng ta sẽ quảng bá mạnh mẽ hơn nữa cái sản phẩm du lịch của thành phố Hồ Chí Minh, và thông qua đó thì chúng ta cũng chuẩn bị cho những cái sự kiện du lịch cuối năm của thành phố. Vì quý 4 hàng năm luôn là một những cái quý rất là quan trọng đối với ngành du lịch của thành phố Hồ Chí Minh và cũng như là Việt Nam. Còn tại Đà Nẵng, để đón khách vào dịp lễ này, các đơn vị lưu trú trên địa bàn thành phố có sự chuẩn bị tốt về nhân lực cũng như cơ sở vật chất. Ngoài các điểm đến quen thuộc như phố đi bộ Bạch Đằng, chợ đêm Sơn Trà, ngắm cầu rồng phun lửa, lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, Đà Nẵng tổ chức hàng loạt chuỗi sự kiện, lễ hội hấp dẫn phục vụ du khách. Điểm nhấn là đại nhạc hội La Ru Yêu Đà Nẵng với màn biểu diễn ánh sáng bầu trời, lễ hội gôn. Các điểm du lịch khác cũng có những chương trình riêng của mình.
Hiện tại khách sạn cũng có phối hợp với Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng. Thì chúng tôi có cam kết rằng là giai đoạn cao điểm phải luôn luôn sẵn sàng về nhân lực cũng giống như cơ sở vật chất đạt chuẩn chất lượng tốt nhất. Đồng thời là chúng tôi có cam kết với Sở Du lịch về các chương trình giảm giá phòng và nâng cao chất lượng dịch vụ. Tôi tiếp tục kéo dài những cái sự kiện, những cái show diễn cho đến hết cái lễ 29 này. Cho nên du khách đến với Đà Nẵng dịp này sẽ tiếp tục được tận hưởng những cái dịch vụ, những cái sản phẩm mới, những cái show diễn, những cái hoạt động rất đặc sắc lần đầu tiên được giới thiệu trong cái mùa hè năm nay. Có thể nói kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay được xem là kỳ nghỉ vét mùa du lịch hè nội địa, khi mà các gia đình tranh thủ kỳ nghỉ 4 ngày này đưa con đi du lịch trước khi bước vào năm học mới. Theo thống kê, tính đến hết tháng 7 năm 2024, Việt Nam đón 1,15 triệu lượt khách quốc tế, 13 triệu lượt khách nội địa. Lũy kế 7 tháng đầu năm, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 10 triệu lượt, trong khi đó khách du lịch nội địa ghi nhận 79,5 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch trong 7 tháng đầu năm ước đạt 513,3 nghìn tỷ đồng. Đây là con số đáng khích lệ khi mà du lịch năm 2024 vẫn đang chờ sự bùng nổ cao điểm khách du lịch quốc tế vào những tháng cuối năm. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại tiểu mục chuyện trong ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại.